Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách gọi hàm bằng con trỏ. Ok, thì gọi hàm bằng con trỏ thì chúng ta sẽ truyền cái địa chỉ của thông số vào lời gọi hàm, và trong cái hàm được gọi thì chương trình sẽ sử dụng cái địa chỉ của biến được truyền vào để truy ngược trở lại cái vị trí của biến đó trong ô nhớ và tiến hành thao tác với các dữ liệu ở trong cái địa chỉ ô nhớ đó. Do vậy cho nên là mọi thay đổi nếu có trong chương trình sẽ làm thay đổi cái dữ liệu gốc tại cái địa chỉ ô nhớ được truyền vào cái hàm. Thế. Và ví dụ đó là chúng ta cũng tiến hành đổi chỗ A và B. Thì trong lời gọi hàm thì chúng ta gọi swap thêm dấu và vào. Thế. Và đối với cái hàm được gọi ấy, thì chúng ta sẽ là int sao A phẩy int sao B. Chứ không phải là thêm dấu và ở đây nữa, mà thêm dấu và ở lời gọi hàm. Và cái này là đây là con trỏ A và B. Con trỏ cụ thể nó như thế nào thì đến cái clip liên quan đến con trỏ thì mình sẽ nói rõ. Còn bây giờ thì các bạn cứ biết nó là con trỏ đã. Thế. Thì sau quá trình đổi chỗ thì ở đây là đổi chỗ, là đổi chỗ cái địa chỉ. Ok. Tức là gì? Cái trong cái địa chỉ của A và B này thì mình sẽ lấy dữ liệu của nó. Ok, đầu tiên là lấy dữ liệu trong ô nhớ của thằng A gán cho TG, sau đó thì dữ liệu ở trong ô nhớ của thằng B sẽ được gán cho dữ liệu trong ô nhớ của thằng A, sau đó thì chúng ta sẽ gán lại cái dữ liệu ở trong G cho cái ô nhớ của B. Ok, tức là cái giá trị của B sẽ được thay thế bởi cái giá trị của TG, và sau đó thì cái chương trình của chúng ta sẽ đổi chỗ được hai giá trị A và B. Bây giờ thì mình sẽ vào cái chương trình. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ gọi bởi con trỏ void swap by pointer. Ok, in con trỏ A, con trỏ B. Ở đây thì TG gán bằng giá trị của trong ô nhớ A, sau đó thì giá trị trong ô nhớ A sẽ nhận giá trị trong ô nhớ B, sau đó thì giá trị trong ô nhớ B sẽ nhận giá trị của TG. Ok, và đến đây thì xong. Bây giờ chúng ta sẽ copy lại cái này, gọi hàm go by pointer. Ok, rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi cái hàm này swap by enter. Ở đây là truyền địa chỉ của thằng A vào. Ok. Và chúng ta cũng sẽ truyền cái địa chỉ của thằng B vào. Swap ở đây B lớn. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cái chương trình của chúng ta là nó như thế nào. Ở trong cái clip trước chúng ta đã thấy rồi, tức là sau khi swap by reference thì cái giá trị của A và B nó sẽ đổi chỗ cho nhau, và bây giờ chúng ta lại đổi chỗ một lần nữa xem là cái giá trị A nó có về đúng cái giá trị ban đầu hay không, thì chạy chương trình chúng ta sẽ thấy rõ. Ok, đây, tức là gì? Sau khi chúng ta gọi hàm swap by value thì không có gì xảy ra cả. Ok, tức là trước khi gọi hàm và sau khi gọi hàm là giống hệt nhau. Còn sau khi gọi cái hàm swap by reference, tức là gọi hàm bởi tham chiếu ấy, thì cái giá trị của A và B đã được đổi chỗ. Bắt đầu A bằng 100, B bằng 200, thì sau khi swap by reference thì A bằng 200, B bằng 100. Và sau khi chúng ta swap by pointer thì cái giá trị A này này, nó đã đổi từ 200 về 100, bởi vì nó sẽ đổi chỗ thằng A với B này cho nhau. Ok. Như vậy là chúng ta đã thấy là gì? Chúng ta có thể đổi chỗ, tức là chỗ này, giá trị của thằng A với thằng B có thể đổi chỗ cho nhau. Và cụ thể thì mình sẽ xóa bỏ cái phần này đi. Ok, trước khi đổi chỗ, Ctrl, bỏ sược ra đi. Bây giờ thì trước khi đổi chỗ và sau khi đổi chỗ, các bạn sẽ thấy rõ này.
Làm lại một lần nữa cho nó rõ ràng. Ok, đây. Tức là trước khi đổi chỗ. Đây, mình zoom nó lên này. Trước khi đổi chỗ A bằng 100, B bằng 200. Thì sau khi gọi cái hàm swap by pointer thì cái giá trị của A và B đã đổi chỗ cho nhau. Ok. Cái điều này rất là hay. Nó cũng cho phép các bạn đổi chỗ cái giá trị của cái thông số hoặc là biến truyền vào. Ok. Nhưng các bạn phải hết sức lưu ý là ở đây khi mà cái chương trình nếu như không muốn thay đổi cái giá trị của cái biến truyền vào ấy, thì tốt nhất là gọi bởi truyền giá trị, hoặc là chúng ta phải hết sức lưu ý là khi mà sử dụng thì chúng ta nên để cái giá trị hàng ở trong cái đối số truyền vào. Ok, thì nó sẽ không bị thay đổi cái giá trị. Còn trong cái trường hợp nếu như chúng ta muốn thay đổi cái giá trị, ví dụ như hàm swap chẳng hạn, hoặc là hàm một cái hàm nào đó mà các bạn muốn update cái giá trị của cái biến ban đầu ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng truyền bởi con trỏ hoặc truyền bởi tham chiếu. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng truyền bằng tham chiếu bởi vì nó hay hơn, nó đỡ lằng nhằng. Ở đây thì nó liên quan đến con trỏ, mà con trỏ thì nếu các bạn chưa rõ thì rất có thể là nó sẽ làm cho các bạn rất là khó chịu. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc clip ở đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các clip tiếp theo.